Thầy Thành xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng gặp lại nhau với cái video hướng dẫn làm việc với tệp trong ngôn ngữ lập trình Python. Khi các bạn tham gia các cái kỳ thi thì bài thi của mình sẽ được yêu cầu là dữ liệu vào ra trong đề thi là làm việc với tệp. Vì vậy thì khi làm việc trong ngôn ngữ lập trình Pascal, C cộng cộng hay Python thì việc đọc đầu tiên là ta cần phải đọc được dữ liệu từ tệp. Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện cái thao tác làm việc với tệp trong Python như sau nhé. Trên môi trường hôm nay thì thầy hướng dẫn cùng với các bạn là code ở trên cái bộ soạn thảo PyCharm. Hiện nay thì thầy hay sử dụng cái phiên bản PyCharm 2022 bản 1.1 bản Community Edition. Đấy. Cái phiên bản này là phiên bản miễn phí dành cho giáo dục. Đấy. Và rất hay để cho các bạn có thể soạn thảo chương trình và chạy được. Bắt đầu để làm việc với tệp, ví dụ đây là bài tập bài 59 trong cái tập bài của thầy. Bạn ơi thì vậy với bài này thì ta sẽ thực hiện cái công việc là đầu tiên ta làm việc là mở tệp đặt đặt một cái biến tên là mở một cái file là bài 59.inp với tham số là R là để đọc. Mở file ghi kết quả là bài 59.out với tham số W là viết tắt của chữ write là để viết. Cái thao tác này gọi là thao tác làm việc với tệp. Khi các bạn gõ ghi chú ta sử dụng dấu thăng để cho bắt đầu ghi chú. Vậy thì FIFO này là tên hai cái biến thầy sẽ sử dụng là để cho tên file in file out. Khi đó dữ liệu ở trong đầu bài của thầy có một cái dòng chứa số nguyên dương n, vậy thì thầy đặt tên biến này là show sn. Thầy lấy từ cái file fi, thầy đọc sử dụng thủ tục readline đọc một dòng là đọc hết cả cái dòng đó, rồi sử dụng tham số split là để tách giữa các từ trong dòng đó ra. Sau đó thầy khi đó sn nó là một show thì show này được đánh số thứ tự từ 0 trở đi thì cái số đầu tiên được lưu ở trong tệp nó sẽ là thằng n0. Vậy thì thầy đổi nó sang cái kiểu dữ liệu là int, ta ép nó sang kiểu dữ liệu int và thầy gắn vào biến n. Như vậy thầy đã đọc được số nguyên dương n. Kế tiếp nữa thầy sẽ thực hiện để đọc được một mảng A. Để đọc được mà đề bài thầy cho một số nguyên dương n và một mảng A, thầy đọc nó vào một kiểu thầy sử dụng kiểu danh sách. Thì thầy đọc nó vào một cái show SA. Vậy show SA này nó chứa cả một cái dòng hàng ngang và các bạn sẽ thực hiện cái công việc đó là đọc cả nó vào show SA. Đấy. Bây giờ thầy khai báo một cái list để chứa tất cả các phần tử trong cái show này. Khi ta đọc show này thì khoảng cách giữa các show nó cách nhau bởi dấu cách thì thủ tục split nó sẽ tách nó ra. Vậy thì ta sẽ for tất cả các cái giá trị x trong cái show SA này. Đến giá trị nào thì đổi cái giá trị đó từ kiểu show sang kiểu int kiểu số nguyên và ta sử dụng cái thủ tục append để chèn vào cuối cái list này. Như vậy thì thầy sẽ lần lượt gấp từng phần tử thầy chèn vào trong danh sách. Đấy, thầy hay sử dụng danh sách để chứa các phần tử này. Tới đây thì thầy đã thu được một cái mảng A đã có giá trị. Thì bây giờ thầy thực hiện công việc kế tiếp. Thầy đang đi tìm giá trị nhỏ nhất. Đấy, thầy khởi tạo rmin bởi giá trị vô cùng lớn là 1E9. Thầy for tất cả các giá trị trong cái list và thực hiện nếu x nhỏ hơn rmin thì thầy gắn rmin bằng x, tức là nếu thằng nào bé hơn thì thằng đấy là thằng tốt nhất. Sau đó thầy print nó ra. Khi print thì ta sử dụng thêm cái tham số file bằng đấy, file bằng fo, tức là khi đó tên bài tệp của mình nó sẽ được dữ liệu nó sẽ được ghi vào cái file này. Đấy. Nên câu lệnh print một cái biến kết quả. Đây là cái thao tác đọc và ghi dễ hiểu nhất trong cái ngôn ngữ lập trình Python. Các bạn lưu ý rằng tên file này ở trong đề bài, trong phần tổng quan của đề thi và trong từng bài thi nó sẽ có tên của mình nhé, sẽ có tên bài làm của mình. Và các bạn nhớ đặt phần tên file cho thật đúng, đặt sai tên file có nghĩa là bài chắc chắn sẽ bị không điểm. Đấy. Bây giờ để chạy chương trình thì ta ấn nút run để chạy. Thì khi các bạn ấn nút run thì con trỏ nó báo đây, nó báo là thằng OpenFI này chưa có dữ liệu, là lý do bài 59.in chưa có. Để thêm tệp vào thầy sẽ thêm như sau. Vào thẻ file chọn new, nó giống new thứ hai nhá. Nó hiện ra cửa sổ, các bạn chọn file.
Trong file này nó hiện ra chữ new file, các bạn gõ tên, đây là bài 59.inp. Đây là bài 59.inp. Và ta ấn enter. Trong file này thì đây là ta có bài, một bài là tìm giá trị nhỏ nhất của mảng. Vậy thì thầy nhập số 5 và số là đấy chẳng hạn, thầy cho một cái dãy số này. Đấy. Lùi nó vào, nó sát vào lề trái này. Đấy. Rồi sau khi lưu xong rồi thầy ấn tổ hợp với Ctrl S là để lưu, rồi thầy ấn nút chạy chương trình luôn chứ không cần phải nhảy sang file main nhé, ấn ở đây chạy luôn. Khi các bạn chạy chương trình xong chưa nhìn thấy file ai đâu thì để ý bên tay phải của ta, à bên tay trái, đây nó có chữ bài 59.out đây, các bạn nhìn thấy chưa? Ta nháy đúp chuột vào nó. Đấy, thì file bài 59.out nó hiện ra kết quả ở đây. Thầy thử giá trị khác, thầy thử sửa số 1 thành số 10. Sau đó thầy ấn nút chạy chương trình. Đấy, nó báo finish exit code 0. Vậy thì sẽ có một cái file out ở bên này nó được xuất hiện. Các bạn nháy đúp chuột vào nó thì nó ra file 2. Đấy. Đấy, như vậy thì ta đã thu được là dữ liệu lấy từ một tệp, chạy chương trình ghi ra một tệp. Đấy. Ta thu được file main. Như vậy tới đây bài làm của chúng ta đã làm xong. Vậy thì các bạn để ý rằng là đến trước khi 15 trước khoảng tầm 5 phút hết giờ làm bài, các em cần phải lưu đổi tên bài của các em đang là file main.cp. Nhưng mà cái file bài làm người ta yêu cầu đặt tên là bài 59.py. Vậy thì ta sẽ thực hiện lưu lại bài vào file, ta chọn close project. Nhớ phải close project nhá. Đấy. Sau khi close project xong thì cho mình sẽ thực hiện công việc là vào cái thư mục nơi lưu bài. Lưu bài của này thì như lưu ở trong thầy lưu bên ổ D. Trên ổ D thầy có thư mục Python Project này. Vừa rồi thầy có thư mục bài 59 này. Đấy. Thì ở đây các bạn để ý đây có file in, file out và file .py. Bài làm của chúng ta là file .py. Do đó các bạn sẽ thực hiện cái thao tác là thu nhỏ cửa sổ lại, các bạn tạo ra một cái thư mục tên là số báo danh của mình, ví dụ như số báo danh của thầy Thành là 501. Đấy, thầy đặt ra 501 hôm trước thầy đã rồi, thầy đặt là 502 chẳng hạn. Đấy. Thì đây là thư mục số báo danh của thầy. Là thầy thu nhỏ cái cửa sổ này lại. Và thầy nhận thấy trong thư mục 501 này, 502 này là thư mục của bài thầy. Bên này là nơi project chứa file bài làm, để nộp bài thì nháy chuột vào file này, thì nháy chuột phải chọn copy. Thì nhảy sang thư mục 502 thì vừa tạo là thư mục số báo danh, thì nháy chuột phải chọn paste. Vậy thì file main.cp.py này đó chính là cái file bài bài làm của mình. Sau đó các bạn nhớ như là ta không được đổi tên ở đây nhá, ta copy sang đây. Ta nháy chuột phải, ta chọn rename. Đấy. Khi đó bài của chúng ta thì các bạn lưu ý ở trong đề thi, trong một cái đề thi này thì nó luôn có phần tổng quan đề thi ở bên trên, thì tên file thì nó sẽ được đặt theo cái tên file chấm sao chấm cpp đấy, chấm phần tên chấm sao ấy, thì ta lấy phần tên ta gõ vào phần đuôi mở rộng nó mà có mặc định thì kệ nó nhá. Ví dụ ở bài này thì đặt tên là bài 59, ấn enter đột một phát đấy, như vậy bài 5.9.py đã xong rồi. Ta nhé, có thể nháy chuột phải chọn edit để sửa cái bài này bởi Notepad. Đấy, thầy mở mở ra. Thầy thấy FI đặt tên bài 59 rồi, đây là code chương trình của thầy đúng rồi. Thấy gật gù. Khi đó các bạn sẽ copy bài làm vào USB của mình. Đấy, tương tự như vậy các bạn sang vào project khác, ví dụ như bài 58. Đấy, thầy copy bài làm kế tiếp sang thư mục số báo danh. Ví dụ ở đây thầy ghi là bài 58. Rồi. Sau đó thầy nháy chuột phải, thầy phải mở ra chọn edit xem có phải bài 58 không. Đúng là bài 58 rồi, chấm in, chấm out, thế chạy ra được kết quả, ngon rồi. Rồi tương tự như vậy thì ta lại có bài 57. Ví dụ như nhớ là file in, file out ta không cần nhá, ta cần mỗi file .main.py. Copy xong bài nào thì các bạn đổi tên bài đấy, đề thi có thể 3 câu, 4 câu, 5 câu hay 6 câu. Thì các bạn copy đầy đủ các bài làm của mình vào trong đấy. Khi copy xong, đổi tên xong thì nhớ phải mở ra chọn edit xem đúng tên file chưa. Đúng rồi, thế là ok. Đấy. Chúng ta close file lại. Như vậy tới thời điểm này ở ngoài màn hình của mình đã có một thư mục tên là bài thư mục 502 là số báo danh của mình. Đấy.
Kế tiếp để thao tác nộp bài, thầy cũng tiện đây thầy nói luôn cái thao tác nộp bài. Hôm qua thầy đang làm video thì bạn học sinh rút dây nguồn laptop của thầy mất. Đây là chiếc USB, cán bộ coi thi sẽ thường sẽ copy bài thi của các bạn bằng USB, sau đó mang lên máy giáo viên để in bài thi ra. Vậy thì đầu tiên cán bộ coi thi mang USB đến, các bạn cắm USB trên cây máy tính của mình. Chỗ nào có ta dán tem niêm phong các bạn bóc ra, các bạn xin phép được bóc ra và ta sẽ cắm USB của cán bộ coi thi cấp nhé, chứ đừng rút USB trong túi ra là vi phạm quy chế, bạn bị lập biên bản nghỉ ngay đấy, ta không được mang thiết bị ghi trên lưu trữ vào trong phòng thi. Thì đây là USB của giám khảo đưa, các bạn sẽ cắm vào laptop. À quên, vào máy tính. Các bạn chờ tí. Cái máy tính của thầy đây, để thầy cắm vào phát. Đấy, các bạn thấy sau khi thầy cắm vào phát thì khi đó đấy, khi đó ở trong máy tính của thầy sẽ xuất hiện thêm cái ổ nữa. Ví dụ như cái máy của thầy đang cắm cả thẻ nhớ điện thoại nữa, ảnh thẻ nhớ máy ảnh nữa. Ở đây thì thông thường nó sẽ là ổ G hoặc ổ H. Thì thông thường cán bộ coi thi sẽ đặt tên thư mục là thi USB là USB data hoặc là USB thi học sinh giỏi cấp thành phố hay cấp tỉnh đấy. Thì các bạn sẽ vào cái USB đấy. Vậy thì để copy bài thì ta nhận thấy sau khi làm bài xong, làm việc với tệp chạy tất cả các bài xong thì ok rồi. Tạo ra một thư mục chứa các bài làm của mình rồi. Đấy. Sau đó ta sẽ thực hiện cái thao tác copy bài bằng cách ta click chuột vào thư mục này, nháy chuột phải, chọn send to, chọn tên cái USB, thông thường là nó là thi học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh giỏi cấp thành phố. Ví dụ như của thầy là USB số 1G đây, click chuột vào phát. Đấy, khi đó máy tính nó đã thực hiện thao tác copy xong rồi. Vậy thì thầy về sẽ nhảy vào trong USB, thầy kiểm tra lại. G đây. Đấy, bài 502 thầy mở ra. À, đây rồi. Như vậy là ta đã copy thành công rồi. Tới đây cán bộ coi thi sẽ các em sẽ rút USB để đưa cho thầy cô cán bộ coi thi để thầy cô đi copy bài của các bạn khác, hoặc là mang, nếu có nhiều USB thì sẽ mang lên trên in bài cho các em. Cán bộ coi thi sẽ thực hiện mở lần lượt các bài thi ra và tiến hành in bài thi. Đấy. Và tiến hành in bài thi. Sau khi thầy ấn nút tổ hợp phím in xong một cái thì khi đó các bạn lấy được giao ra code bài làm của mình, ví dụ như đây thầy có tờ code bài làm. Đấy, code bài làm được in ra. Sau khi được in ra xong cái thì các bạn khoan đã, ký code gì phải đọc ra xem mình có lỗi gì không. Đấy, xem có đúng phiên bản đúng không? Biết đâu các em làm nhiều bài mà các em nộp nhầm bài chẳng hạn. Vậy thì ta mở ra ta xem, bài này chắc chắn là bài của mình rồi. Quả này chắc chắn sẽ được 20 điểm rồi. Thế thì các bạn mới bắt đầu ký vào tất cả các tờ giấy cán bộ coi thi in ra là bài thi của các em nhé. Sau khi ký xong, đóng gói xong các bạn xong thì các em về về chỗ máy tính của mình và ngồi giữ trật tự, không thao tác trên máy tính, không trao đổi thuật toán hay nói chuyện riêng với các bạn để giữ gìn không khí phòng thi thật tốt. Và khi đó cán bộ coi thi sẽ thực hiện thao tác thu bài của các em. Phòng thi có thể đông nên quá trình thu bài, in bài có thể mất lâu, thông thường mất khoảng tầm 1 tiếng cho một phòng thi. Tức là 11 giờ các bạn thi xong thì sẽ khoảng tầm 12 giờ 12 rưỡi thì mới thu xong bài thi. Nếu các bạn thi buổi chiều thi từ 2 giờ cho đến khoảng 5 giờ thì thu xong bài thi chắc khoảng tầm 6 giờ tối. Chính vì thế nên các bạn phải nhớ rằng khi đi thi ta phải chuẩn bị năng lượng tốt, ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ để làm được bài thi tốt nhé. Rồi vừa rồi thì thầy vừa kết hợp hướng dẫn làm việc với tệp trong Python và cũng là chia sẻ kinh nghiệm khi nộp bài bởi cái ngôn ngữ lập trình Python, đi thi học sinh giỏi và nộp bài hình thức nộp bài offline. Rồi, chúc các bạn là làm bài thi tốt, chúc các bạn là thực hiện thao tác với tệp thành công nhé. Bye bye.